Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Thời sự 24 giờ HD và ngay sau đây là những thông tin mới nhất được chúng tôi cập nhật. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Những quan chức nhận hối lộ trong các đại án. Kính thưa quý vị, hàng loạt cán bộ giữ vị trí quan trọng tại các bộ, ngành, địa phương bị cáo buộc nhận hối lộ trong các đại án do Bộ Công an phanh phui. Cuối năm 2021 và năm 2022, dư luận cả nước đặc biệt quan tâm đến các đại án được Bộ Công an khởi tố điều tra. Các vụ án lớn có thể kể đến như vụ chuyến bay giải cứu, vụ nâng giá kit test của công ty Việt Á hay vụ án xảy ra tại công ty AIC. Trong các vụ án nêu trên, nhiều cán bộ giữ trọng trách lớn trong các bộ, ngành, địa phương bị cáo buộc nhận hối lộ. Hàng trăm nghìn USD hối lộ vụ chuyến bay giải cứu. Với vụ án xảy ra tại Bộ Ngoại giao và các đơn vị địa phương liên quan, khi thực hiện chuyến bay giải cứu, sau hơn một năm, cơ quan điều tra đã khởi tố 41 bị can. Các bị can bị khởi tố với cáo buộc nhận hối lộ có thể kể đến Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng, ông Vũ Hồng Nam, cựu đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, hàng loạt đại sứ cán bộ ngoại giao làm việc tại Nhật Bản, Malaysia, Nga, Angola cũng bị khởi tố về tội danh này. Các ông Nguyễn Quang Linh, trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực, Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Trần Văn Dự, nguyên Cục Phó Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an cũng bị cáo buộc nhận hối lộ. Được biết, các chuyến bay giải cứu được thực hiện từ tháng 12 năm 2020 với tổ công tác gồm 5 bộ, gồm Ngoại giao, Y tế, Công an, Giao thông vận tải, Quốc phòng. Theo Bộ Công an, sai phạm phát sinh trong quá trình xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nhằm trục lợi cá nhân xảy ra tại Cục lãnh sự, Bộ Ngoại giao và các đơn vị liên quan. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an, trong đợt dịch COVID-19 có khoảng 2.000 chuyến bay được thực hiện, số tiền nghi đưa nhận hối lộ lên đến hàng trăm nghìn USD. Hiện nay, cơ quan điều tra đã phong tỏa, kê biên, bị can nộp khắc phục hậu quả trong vụ án là 80 tỷ đồng, 800 tỷ bôi trơn. Sau hơn một năm điều tra, vụ án nâng giá kit test COVID-19 xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, Công ty Việt Á, Cơ quan Cảnh sát điều tra C03 Bộ Công an đến nay đã khởi tố hơn 100 bị can có liên quan với các cáo buộc vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ đưa hối lộ. Với cáo buộc nhận hối lộ, hàng trăm giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC, các tỉnh, thành phố bị khởi tố bắt tạm giam. Đầu tiên là ông Phạm Duy Tuyến, giám đốc CDC Hải Dương, bị khởi tố bắt tạm giam với cáo buộc nhận hoa hồng từ Việt Á gần 30 tỷ đồng, thông qua 5 hợp đồng trị giá 151 tỷ đồng. Sau ông Tuyến, ông Nguyễn Trần Tuấn, giám đốc CDC Hà Giang, cùng hai thuộc cấp bị bắt với cáo buộc nhận hơn 1 tỷ đồng của Việt Á. Bà Trương Thị Bảo Trân, nhân viên phòng vật tư Bệnh viện Thủ Đức, ông Lò Văn Chiến, nguyên trưởng khoa dược Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La, cũng bị bắt tạm giam để điều tra về tội nhận hối lộ. Trong hơn 100 người bị khởi tố liên quan đến công ty Việt Á, có 3 nguyên ủy viên Trung ương Đảng gồm cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, cựu Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh và cựu Bí thư tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng. Cựu Bí thư Chủ tịch tỉnh nhận hối lộ chục tỷ đồng. Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã ra phán quyết đối với cựu Bí thư tỉnh ủy Đồng Nai Trần Đình Thành, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái và các bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế, viết tắt là Công ty AIC và những đơn vị liên quan. Hội đồng xét xử tuyên mức án hình phạt tù đối với ông Trần Đình Thành là 11 năm tù và ông Đinh Quốc Thái 9 năm tù cùng về tội nhận hối lộ. Tại tòa, ông Thành khai nhận hối lộ 6 lần, trong đó 2 lần nhận tại trụ sở tỉnh ủy Đồng Nai và 4 lần tại công ty AIC. Tổng số tiền nhận là 14,5 tỷ đồng. Còn bị cáo Thái khai nhận 14 lần từ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch công ty AIC và dàn cán bộ nhân viên của công ty AIC. Tổng số tiền nhận là 14,5 tỷ đồng. Theo tài liệu, dù biết rõ công ty AIC không đủ năng lực, nhưng để công ty trúng thầu tại dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, bà Nhàn đã thiết lập quan hệ với giản lãnh đạo tỉnh. Sau đó, bà Nhàn câu kết thông đồng với chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn thiết kế, tham gia đấu thầu, trúng 16 gói thầu, thu lợi bất chính gần 150 tỷ đồng. Hết thời mở cây xăng. Quý vị xem đài thân mến, thời đua mở cây xăng là lãi đậm nhờ chiết khấu cao đã qua. Giờ đây, nhiều cửa hàng bán lẻ xăng dầu đang tính chuyện đóng cửa vì thua lỗ do chiết khấu bất hợp lý mà vẫn phải gồng mình bán. Đóng cửa, bà Doanh, chủ một cây xăng ở thành phố Hồ Chí Minh những ngày này đang tính ngừng kinh doanh, ngôi nhà mặt tiền đường do gia đình sở hữu có thể chuyển sang cho thuê, các trụ bơm xăng sẽ được dẹp bỏ.
Theo bà, nhiều người quen cùng bán xăng dầu đã bỏ nghề, ai đi thuê mặt bằng sẽ không trụ được, ai có mặt bằng sẵn sẽ cho thuê lại kiếm lời, dễ thở hơn. Chưa có cơ quan nào đảm bảo mức chiết khấu được giữ để người kinh doanh xăng dầu không bị lỗ. Mức chiết khấu bán lẻ đang trôi nổi, không xác định. Tối thiểu, cần chiết khấu để cửa hàng đạt điểm hòa vốn, không thể cắm đầu bán lỗ. Đơn cử, chiết khấu bán lẻ mà cây xăng hiện được hưởng là 700 đến 800 đồng trên 1 lít, nhưng lên xuống thất thường. Kỳ tới, nếu doanh nghiệp đầu mối chiết khấu cho cửa hàng xuống mức 300 đồng trên 1 lít, với chi phí vận chuyển đã ngốn từ 100 đến 150 đồng trên 1 lít, cây xăng bán 1.000 lít thì chỉ lời 150.000 đồng, 10.000 lít mới lời 1,5 triệu đồng, chưa tính chi phí vận hành, trả lương nhân viên. Tuy nhiên, việc bán xăng dầu với số lượng 10.000 lít trên một ngày là không thể. Theo báo cáo của Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 1, riêng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã có 4 cửa hàng xăng dầu ngừng hoạt động để giải thể. Còn thông tin tại cuộc họp báo chiều ngày 9 tháng 2, ông Ngô Hồng Y, trưởng phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố có 6 cửa hàng bán lẻ xăng dầu tạm dừng hoạt động do giải thể và xin phép sửa chữa. Tại Đồng Tháp, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh này cho hay có tới 50% trong số cây xăng làm đơn xin tạm dừng hoạt động là vì lý do thua lỗ. Ông Huỳnh Trần Thanh Phong, chủ cây xăng tại Bến Tre, trong kiến nghị gửi cơ quan chức năng mới đây cho biết, từ tháng 9 năm 2021 tới nay, doanh nghiệp của ông liên tục bị thua lỗ, xuất phát từ quy định về chiết khấu. Cụ thể, nhận mức chiết khấu 100 đến 200 đồng trên lít xăng với chi phí vận chuyển là 70 đồng trên 1 lít. Công ty không thể thỏa thuận với đơn vị đầu mối hay có quyền lựa chọn nguồn nhập xăng. Tôi đã thua lỗ khoảng 500 triệu đồng nhưng vẫn phải mở cửa hàng bán. Nếu tình trạng này còn tiếp diễn, doanh nghiệp sẽ dừng hoạt động. Ông nêu trong đơn cùng kiến nghị tập thể của khoảng 9.000 cây xăng bán lẻ khác trên cả nước. Phải để cây xăng được sống. Liên quan đến câu chuyện chiết khấu cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu, trao đổi với phóng viên Vietnamnet, ông Nguyễn Hữu Dũng, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp cho rằng đang có sự nhập nhằng giữa cây xăng lẻ với đơn vị phân phối, xăng dầu không thiếu trên thị trường, điều quan trọng là phải cho các đơn vị bán lẻ sống được, hoa hồng ít, cây xăng không có lợi nhuận thì họ buộc phải đóng cửa. Ông Nguyễn Vũ Trường, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang, chung quan điểm. Cửa hàng bán lẻ xăng dầu gặp khó do chiết khấu. Hiện không có quy định về mức chiết khấu cho kinh doanh xăng dầu. Nhà nước không điều chỉnh mức chiết khấu, chỉ quản lý giá bán lẻ xăng dầu. Theo ông Trường, cần quy định cụ thể sau khi tính tất cả các chi phí nhập xăng dầu về đến kho của thương nhân đầu mối, đồng thời cộng thêm tỷ lệ phần trăm lãi trên mỗi lít xăng dầu, đảm bảo cho các doanh nghiệp có lãi. Mức chiết khấu giao cho các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối quyết định. Trong khi đó, đại diện Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh đề xuất khi Bộ Công Thương điều hành giá xăng dầu, cần tính chi phí đảm bảo cho các thương nhân kinh doanh xăng dầu có chiết khấu hoa hồng, cần quy định mức chiết khấu hoa hồng đại lý tối thiểu nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có lợi nhuận để duy trì hoạt động, từ đó bảo đảm nguồn cung ứng cho thị trường. Trong văn bản góp ý dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung nghị quyết 95/2021 và nghị định 83/2014 về kinh doanh xăng dầu, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đánh giá tình trạng chiết khấu giá bán lẻ bằng không hoặc thậm chí âm khiến các cửa hàng xăng không muốn bán hàng nhưng buộc phải bán vì nếu không sẽ bị cơ quan chức năng xử phạt. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam lưu ý, trường hợp giá bán lẻ điều hành thấp hơn toàn bộ chi phí của chuỗi cung ứng, thì các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng sẽ không có động lực để kinh doanh. Nhà nước yêu cầu doanh nghiệp buộc phải kinh doanh để cung cấp xăng dầu cho nền kinh tế, thì khoản âm chi phí lớn hơn giá bán này chắc chắn sẽ do một chủ thể nào đó trong chuỗi cung ứng gánh chịu. Do đó, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đề nghị cơ quan soạn thảo điều chỉnh quy định theo hướng, trong trường hợp nhà nước không can thiệp vào giá để cung cầu thị trường quyết định giá thì không quy định mức chiết khấu bán lẻ tối thiểu. Trong trường hợp nhà nước tiếp tục can thiệp vào giá bán lẻ xăng dầu thì cần đồng thời điều hành chiết khấu tối thiểu hoặc giá bán buôn tối đa để đảm bảo đồng bộ cơ chế quản lý. Theo lịch, sáng ngày 14 tháng 2, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Bộ Công Thương sẽ phối hợp tổ chức hội thảo để lắng nghe ý kiến từ các doanh nghiệp, hiệp hội trong lĩnh vực xăng dầu. Những thông tin vừa rồi đã khép lại thời lượng của tin tức 24 giờ HD. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị để lại tại phần bình luận để ekip có thể kịp thời tổng hợp. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. We'll be right back.